mất ngay 2 triệu tại vì thay cặp gạt mưa không rõ nguồn gốc nha các bạn. Là anh chủ anh nhận được một cái cặp gạt mưa mà anh bạn anh tạo ở ngoài Hà Nội gửi vô đó, thì anh đã thay cặp gạt mưa này và sau 3 tháng, chỉ 3 tháng sử dụng nha, vậy kiến nó xước rồi. Và nó đi ngoài trời nắng phát là rọi vô kiến, nó lóa hết kiến không thể nhìn thấy. Và đặc biệt là ban đêm á, là đi đèn ngược chiều nó dọi vô một cái là nó lóa hết kiến. Và để xử lý kiến này thì mình cần phải đánh bóng lại kiến nha. Và chi phí nó tốn mất 2 triệu là một. Thứ hai là phải thay cặp gạt mưa. Và cặp gạt mưa anh đã chọn là anh thay cái loại mẹt chính hãng thì cũng tốn khoảng hai loanh quanh 2 triệu. Vậy tổng chi phí cho cái vấn đề này là hết 4 triệu nha các bạn. Chỉ vì một cái bạn thay cặp gạt mưa nó không đúng, một là bạn các bạn phải thay hàng chính hãng, hai là phải thay hàng bốt xịn hoặc một thương hiệu đó xịn. Giá loanh những cái loại đồ xịn này loanh quanh nó phải 800 đến 1 triệu một cặp các bạn. Đối với loại những xe thông thường và đối với những xe mẹt thì nó cũng phải loanh quanh tầm khoảng 2 triệu, những cái xe xịn hơn phải tới gần 3 triệu một cặp nha các bạn. Nên đừng vì một cái cặp gạt mưa mấy trăm ngàn rồi mình phải đánh cái kiến hết mấy triệu đó, nên các bạn lưu ý nha. Rồi các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì lên website abkk.vn hoặc gọi điện đến số line 1900252526 để cố vấn dịch vụ tư vấn cho các bạn. Khi mà gặp tình trạng kính bị xước gọi điện liền nha.